Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với công ty thiết bị điện tử nghe nhìn, website camera quay lén 360.vn, điện thoại tư vấn Zalo 0969920838 các bạn nhé. Thì là hôm nay rất là hay là có một anh khách hàng đã chuyển khoản rồi, nhưng mà anh ấy mua hàng bên mình rất là nhiều và tin tưởng bên mình, và anh ấy bảo là thôi em cứ quay cho anh một cái đoạn video và anh gọi qua Zalo để test trực tiếp cho anh ấy xem về cái chất lượng của cái dòng sản phẩm là camera siêu nhỏ ngụy trang cốc sạc, cốc sạc dạng iPhone các bạn nhé. Thì ngoài ra bên mình bán cả cốc sạc dạng Samsung nữa, thì những anh chị nào mà có nhu cầu mua iPhone hay là dạng Samsung thì cứ alo cho em. Thực sự hai cái dòng sản phẩm này là bản chất nó là như nhau anh chị nhé, nhưng mà nó chỉ khác nhau là khác nhau mẫu mã thôi, cũng kiểu như là SH125 hay SH150 đấy, thì là nó đều là xe đi lại nhưng mà chỉ khác nhau mẫu mã một chút xíu thôi. Thì nhà anh chị nào mà dùng điện thoại iPhone thì lên mua cái cốc sạc dạng iPhone như này, còn những anh chị nào mà sử dụng cốc sạc Samsung thì là lên mua cái dạng cốc sạc Samsung. Đây em sẽ mở cái bộ sản phẩm trước khi test cho anh ấy nhé, đây để mọi người có thể là xem qua trước, bởi vì cái video này là em test bán hàng nên không thể nào mà quay chi tiết tỉ mỉ như là em giới thiệu sản phẩm được anh chị nhé. Đây phụ kiện kèm theo rất là nhiều, có giấy hướng dẫn này, một cái đầu lọc thẻ này, một cái khay chọc sim để trong reset, và cái cốc sạc này là muốn sử dụng được là anh chị phải cắm cho em, và cái ổ điện như thế này em đã chuẩn bị sẵn đây rồi. Đấy dạng cốc sạc là dạng cốc sạc iPhone. Đấy rất là led đây, mắt camera đây anh chị nhá. Đấy chân cái đầu USB để mình cắm sạc đây. Đấy muốn sử dụng được thì anh chị cắm cho em vào củ sạc như thế này. Đây em sẽ cắm luôn vào đây này. Đấy cắm vào củ sạc như thế này, và bây giờ em sẽ gọi điện qua Zalo để test cho anh ấy luôn mọi người nhá. Mở điện thoại lên này. Đấy, sản phẩm này là xem trên điện thoại nhá. Đây mình sẽ gọi qua Zalo rồi. Alo. Đây anh ơi, anh tắt cam đi, anh tắt cam đi, anh quay cam sau đi. Ok nhá, đây là cái cốc sạc đấy nhá, iPhone đây này. Đấy em sẽ test cho anh xem chất lượng nhá. Đây này, đầu tiên này là muốn sử dụng được là anh phải lấy một cái điện thoại cảm ứng ra, tải giúp em một cái ứng dụng có tên ứng dụng Look Cam đây này. Đấy, anh tải giúp em một cái ứng dụng Look Cam như này nhá. Bước đầu tiên là anh tải ứng dụng, bước thứ hai là bây giờ anh vào phần cài đặt tìm wifi của điện thoại đây nhá. Em cứ đến bước này em quay luôn cho anh để anh nhìn từng bước nhá. Đây, kết nối với mạng wifi của cam, thì bây giờ chiếc cam này anh nhìn đây nó sẽ phát ra một cái mã wifi đây. Một cái mã wifi rất là dài và không có mật khẩu này. Và ok ok, thế em cứ thao tác nhanh các bước nhá. Vâng, ok ok, đợi tí đã, ở đây nó có dấu tích đã, xong em vào trong app test nhanh nhá. Đây có wifi các thứ xong là ok này. Đây em vào trong app luôn này. Đây vào trong app đây, anh chọn Ken này, chọn Ken online đây nhá, cái cam của anh online đây này. Đấy, anh chấm thẳng vào đây, anh chọn Ken này là để anh test luôn nhá. Đây em để điện thoại của anh xuống nhá, để đây chất lượng đây. Đấy rơi. Đây từ từ đã, tại vì có một tay lọ tay kia đôi khi nó sẽ hơi khó, nhưng mà đây anh coi có nhìn thấy chất lượng không? Đây nha, tại vì tay này gọi tay kia nó hơi khó. Đây nha, em cứ quay cho anh vào cái hình ảnh đã nhá. Đây thấy chưa, led căng đây nhá. Góc tối thế thì để em phải tắt điện đi đã nhá. Ok, đây, led căng 4K đây để em tắt điện đi đã nhá. Tắt điện. Đây, từ đã. Để em ra em đóng cái cửa đã nhá. Đây nhá, anh bật tắt cam sau đi, ok. Đây em sẽ test cho anh đây. Em vào lại phần mềm đây. Đây nhá. Đây trong đây anh nhìn đây nó cũng tối này. Trong góc này nó tối này. Cái này ấy, nếu mà anh mà muốn tăng sáng thì nó cũng đơn giản mà. Nếu mà muốn tăng sáng nha, anh nhìn ở trên cái màn này nó có cái biểu tượng mà có bóng đèn, có ba cái tia đây này. Đây mà tối dạ. Tối thế nhà em cũng đóng hết rèm các thứ vào hết rồi dạ.
Dạ. Anh thử xem lại cho mình chỗ tối để em để xem cái màn hình điện thoại. Em để nhìn cái màn hình điện thoại một tí nữa. Đây nhá, tại vì chỗ tối này quay nó khó ghê, tại vì cầm điện thoại này. Thế là mình đang quay vào những chỗ tối có đèn không đấy? Tắt đèn đây đây, em quay những cái chỗ góc này là không có đèn đâu. Cái này thực ra nó vẫn là sáng sáng lên, nó vẫn hỗ trợ sáng lên mà anh. Đây là em còn chưa chưa bật cái hồng ngoại này nhá, chưa bật cái hỗ trợ đêm nhá. Ok nhá. Ok. Ok ok. Ok thế để anh cầm luôn đến gọi gửi địa chỉ anh cảng sớm luôn, luôn tại vì chuẩn bị tầm 9 tới 10 giờ em đi lên tận Điện Biên cơ. Ok ok. Anh nhắn địa chỉ qua đi nhá, em ship luôn cho nhá. Ok ok, em cảm ơn. Bảo bảo anh chào anh. Bảo. Đó các bạn nhé, vừa xong là mình đã test cho anh ấy xem về cái chất lượng, anh ấy mua hàng bên mình nhiều rồi. Thì đây mình cũng vẫn test qua cho các bạn nhé, tiện ở đây rồi. Đấy, mất công các bạn xem video đến đây rồi thì mình vẫn test qua cho các bạn nhé về cái chất lượng của sản phẩm này. Thì đây mình đang để 1080 thôi, lúc ấy mình còn chưa tăng cho anh ấy xem 4K cơ. Đây mới là chất lượng 4K của sản phẩm này. Đấy, mọi người có thể xem, quá là ok luôn mọi người nhé. Độ phân giải của nó là 4K này. Đấy, mình hoàn toàn đây có thể là zoom nhá. Đây mọi người nhìn này, LED căng trên cái màn hình điện thoại này. Đây mọi người có thể là zoom to zoom bé này. Đấy, bởi vì mình có hai tay thôi. Đấy, một tay cầm điện thoại, một tay này, nên là không thể nào mà mình có thể là như là mình quay video tiện được các bạn nhá. Đấy mọi người thấy chưa, độ phân giải của nó 4K này. Các bạn nhìn đây là xem chất lượng thì là LED căng đét luôn. Đấy, đây là mình đang quay trong điều kiện thiếu sáng nhá, đa LED như này rồi. Đó, thì là vừa xong mình giới thiệu sơ qua rồi. Bây giờ mình sẽ đi ship cho anh ấy về cái dòng sản phẩm ổ cắm điện, cái dòng sản phẩm cốc sạc này. Thì đây là cái dạng cốc sạc là cốc sạc iPhone. Thì những anh chị nào mà cần mua cốc sạc Samsung hay là iPhone thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua cái số 838 này, là bên em sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ tất cả anh chị nhá. Cam kết với tất cả quý vị khách hàng, anh chị trên tất cả ba miền Bắc Trung Nam 64 tỉnh thành, là bên em cam kết là trước khi gửi đều test kiểm tra như thế này, kể cả anh chị có không dặn đi chăng nữa là bên em đều test như thế này trước khi gửi hàng, nên chị yên tâm khi mua hàng của bên em anh chị nhá. Người thật việc thật luôn, nên chị yên tâm. Đấy, phụ kiện kèm theo cái này nhá, cái này còn được tặng kèm một cái thẻ nhớ 128GB nữa đấy, bởi vì ở đây là em lấy vội quá, em test quay nhanh để gửi cho anh ấy đi Điện Biên vừa xong. Anh chị cũng nghe rồi đấy, anh khách hàng đi Điện Biên, nên là bây giờ em sẽ đóng gói, và những anh chị nào mà quan tâm thì cứ inbox trực tiếp với em qua số 838. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong clip tiếp theo.